Hội nghị Korea Dema là sự kiện thường niên lớn nhất trong lĩnh vực da liễu tại Hàn Quốc, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới. Một trong những điểm nhấn tại hội nghị là báo cáo của bác sĩ Đặng Thanh Dũng về phương pháp phối hợp đa kỹ thuật trong tạo hình mũi. Phương pháp này được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam, thu hút sự chú ý và phản hồi tích cực từ đồng nghiệp quốc tế. Là một trong những bác sĩ đại diện Việt Nam tham dự hội nghị Korea Dema lần này, với vai trò là báo cáo viên, tôi rất vinh dự khi được chia sẻ một trong những xu hướng mới trong thẩm mỹ nội khoa đang được áp dụng rất nhiều tại Việt Nam hiện nay, đó chính là căn chỉ. Thông qua việc trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các bạn bè châu Á nói riêng và các bạn bè quốc tế nói chung, hứa hẹn sẽ áp dụng được cho những bệnh nhân Việt Nam, đem lại hiệu quả điều trị tốt hơn. Bác sĩ Lý Quỳnh Nga cũng gây ấn tượng khi trình bày một trường hợp lâm sàng về điều trị rụng tóc. Thông qua báo cáo, nữ bác sĩ đã giới thiệu những phương pháp điều trị đang được ứng dụng hiệu quả tại Medcare, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia quốc tế để ngày càng tối ưu hóa phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi là một trong số ít các bác sĩ Việt Nam tham gia báo cáo tại hội nghị Hàn Quốc năm nay. Thì thông qua bài báo cáo này, tôi cũng có cơ hội được chia sẻ một trường hợp lâm sàng khá là thú vị về điều trị rụng tóc tại Medcare. Thì thông qua đây thì chúng tôi cũng được lắng nghe những ý kiến từ các chuyên gia trên thế giới để có thể hoàn thiện và tối ưu nhất phương pháp điều trị để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Trong chuyến công tác này, đơn vị nghiên cứu và điều trị bạch biến phòng khám Medcare đã cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị bạch biến. Bác sĩ Nguyễn Trường Hải, trưởng đơn vị, đã trình bày báo cáo về phương pháp Cyber Resize trong điều trị sẹo mất sắc tố. Đây là đột phá lớn trong điều trị sẹo không chỉ tại Việt Nam mà còn có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Thì phương pháp ghép da vi điểm Cyber Resize đã được chúng tôi ứng dụng để điều trị bạch biến từ rất lâu. Và cho đến hiện tại, việc ứng dụng trong điều trị sẹo trắng là một bước tiến rất là lớn. Và bài báo cáo đã nhận được rất là nhiều những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế. Và đó là niềm khích lệ rất là lớn đối với chúng tôi. Với những đóng góp giá trị tại hội nghị Korea Dema, Medcare đã và đang khẳng định mình là đơn vị tiên phong trong ngành da liễu và thẩm mỹ, góp phần đưa y học Việt Nam đến gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.